Đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc tủ hết sức độc đáo. Chiếc tủ trang trí có thể làm tủ tivi, được làm trên chất liệu là sơn mài, dát vàng, sơn mài bốn mặt, tức là ba mặt xung quanh và một mặt trên. Tổng thể chiếc tủ này thì tủ có chiều cao là 1,5 m, bề sâu là 58 cm, còn chiều ngang là 1,1 m. Tủ khá to, hoành tráng, toàn bộ là sơn mài, sơn mài cả trong và ngoài, trước, đằng trước và bên trên, hai bên hông. Những họa tiết hoa văn cực kỳ mềm mại và nghệ thuật. Các bạn có thể thấy đấy, hàng này chúng tôi đấu giá từ bên nước ngoài về. Sản phẩm này thì Việt Nam không có. Thực sự nó rất là hiếm. Đây là chiếc tủ cũ ngày xưa. Như các bạn có thể thấy đấy, những hoa văn họa tiết trên này rất là nhẹ nhàng, thanh tú. Từng ô cửa tủ nó giống như những cái bức tranh sơn mài, đẹp. Mình sẽ quay bên hông tủ để các bạn xem. Bên hông tủ cũng làm sơn mài hết các bạn. Đó, rất là độc đáo. Vẽ tới dưới chân luôn. Đó. Dưới chân là một cành mai. Hông tủ bên này cũng vẽ. Mình cũng chưa nhìn thấy chiếc tủ nào. Lần đầu tiên bắt gặp cái tủ mà làm kỹ được những cái tủ này, vẽ đẹp như tủ này. Lần đầu tiên mình mới gặp. Các bạn, chiếc tủ này các bạn có thể để trong căn phòng. Bản thân nó đã là một vật dụng trang trí, là những bức tranh sơn mài tuyệt vời rồi, cực kỳ đẹp rồi. Điều đặc biệt bên trong chiếc tủ này này cũng là những bức tranh sơn mài đẹp luôn. Làm đằng trước, bên trong, bên ngoài đẹp như nhau. Cành hoa mở ra là những cành hoa rất là đẹp. Bên dưới cũng vậy các bạn ạ. Đó là tủ để tivi ngày xưa. Tủ này cũng rất là to. Bây giờ các bạn cũng vẫn có thể để được tivi. Bề ngang của nó tới 1,1 m cả. Các bạn nào chơi âm thanh, chơi radio, chơi những cái tivi thì có thể chiếc tủ này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời, vô cùng độc đáo. Hai cánh tủ này các bạn thấy cái mặt tiền nó được dát vàng. Màu vàng này là vàng vàng, vàng xịn các bạn. Bên ngoài nó ánh đẹp lắm, rực rỡ đó, nó có chiều sâu. Đó, cái màu vàng này không phải là sơn vàng đâu các bạn, là vàng xịn, người ta dát vàng lên đấy. Mình thích nhất là cái bức bức vẽ trên mặt tiền của chiếc tủ này,
Vẽ chim hoa rất là đẹp. Trong bộ sưu tập này mình đấu giá được về nó còn một chiếc bàn sơn mài rất vàng mà trong video trước mình đã giới thiệu với các bạn. Chiếc bàn này có một cái điểm độc đáo nữa, đó là mình sẽ quay mặt trên các bạn xem. Mặt trên nó cũng vẽ, cũng là sơn mài vẽ. Đó. Nó khá cao to và đẹp. Việt Nam chắc không có cái thứ hai như thế này đâu. Các bạn yên tâm. Nếu các bạn có duyên sở hữu thì đó là một món hàng độc nhất vô nhị rồi. Tôi cũng chưa nhìn thấy cái thứ hai bao giờ cả. Sản phẩm này thì hiện đang được trưng bày tại cửa hàng đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện. Địa chỉ là 49 Cộng Hòa, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể xem hình ảnh chi tiết của chiếc tủ này được đăng tải trên website là đồ gỗ đức thiện.vn hoặc liên hệ với số hotline của cửa hàng là 0913 101976. Chúng tôi sẽ ship toàn quốc, bán và bảo hành trên toàn quốc, giao hàng đến tận nhà cho các bạn. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký ở phía dưới video để cập nhật sớm nhất những video về các sản phẩm mới nhất của đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.